Chào mừng toàn thể các cô chú anh chị, các bạn đã đến với shop lan rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em xin tự giới thiệu, em là Nhung, bán form lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên tối ngày 15 tháng 2 năm 2018. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Em xin phép là đọc số điện thoại của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ nhà em là số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Buổi sáng hôm nay thì nhà em có chút việc bận, nên là chiều tối nay hàng về thì em mới có thể là em quay video cho mọi người ạ. Phải nói thật là đầu năm thì hàng hóa rất là khan hiếm. Một phần là cũng do người dân thì vẫn đang cũng muốn là chơi Tết, nên là vẫn chưa đi lấy hàng. Nên các bác thông cảm cho em nhé. Có thể là ra ngoài rằm thì hàng hóa thì chợ có thể ổn định hơn và về sẽ đầy đủ và đa dạng hơn. Thì rất mong các bác luôn luôn ủng hộ em ạ. Thì hôm nay nhà em cập bến những mặt hàng như sau. Thì sau đây thì em xin phép là điểm qua và báo giá những mặt hàng trong phiên của ngày hôm nay nhà em có nhá. Đây là cái giò hạc vĩ đang nở hoa rất là đẹp luôn. Đấy, chơi hoa mấy hôm nay vẫn chưa thấy tàn. Mặt hàng đầu tiên em xin phép giới thiệu mọi người đó chính là Hoàng Thảo Trần Tuấn này. Mặt hàng này luôn luôn hot, bởi vì cái giá thành của nó thực ra là nó cũng rất là cao, và thứ hai là nó cũng thuộc là cái top lan rất là quý và hiếm. Đấy, đây là Hoàng Thảo Trần Tuấn. Trước Tết thì thời điểm trước Tết thì họa cây đang bung nụ, nhưng bây giờ ra Tết thì một số cây đã trổ hoa rồi. Đây là mặt bông của Hoàng Thảo Trần Tuấn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cây tuy nhỏ như vậy thôi nhưng mà cái giá trị của nó rất là cao và đẹp, và được nhiều bác đang săn lùng. Loại này cũng khá là đắt, giá thành cũng khá là đắt, nên các bác lấy có thể lấy được vài nặng trở lên, một vài nặng để làm giống để sưu tầm nha các bác nhé. Hôm nay về số lượng cũng không có nhiều, chỉ có 5 cân thôi ạ. Đầu xuân thì em lấy được có 5 cân duy nhất thôi. Mặt hàng này trong năm thì cái giá thành cũng khá là cao, tuy nhiên thì ra Tết thì giá thành nó cũng như vậy, nhưng em sẽ bán giảm hơn so với đầu năm. Đấy, rất là đẹp luôn, đang nụ hoa ngầm hoa rất là dài như vậy rồi nhá. Lô này thì có một số cây đã đang nụ như vậy rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Phiên hôm nay em bán là 1.500.000 một cân, tương ứng với 150.000 một nạng. Em bán nếu bác nào lấy Trần Tuấn thì em sẽ bán từ 2 nạng trở lên nhá. Còn nếu mà lấy kèm cùng các loại khác thì em sẽ bán từ 1 nạng ạ. Đấy, đang nụ hoa rất là đẹp luôn. Trước trong Tết thì giá thành có thể lên đến 1.800.000 rồi đến 2 triệu cơ. Mặt hàng tiếp theo xin phép giới thiệu với mọi người đó chính là hàng vĩ thiên cung này, hàng vĩ thân mập này. Đấy, loại này cũng đang bung nụ hết rồi nhá. Đấy, đang sưng nụ hết rồi. Quay chỗ này nó hơi tối một chút. Đây là những cái thân tơ của nó ấy. Hàng này đa số là thân tơ nhá các bác nhá. Hàng vĩ thân mập thiên cung này em bán với giá là 250.000 một cân này. 250.000 một cân. Hôm nay về số lượng rất là nhiều nên là em bán giá rất là ưu đãi cho mọi người này. Và thứ hai là cái loại này mùa này mình ghép được chơi hoa rất là đẹp luôn. Hạc vĩ mùa này đang bung nụ. Đây ạ, hôm nay về hàng rất là nhiều nhá. 250.000 một cân này. Mặt hàng tiếp theo nhà em đó chính là long tu đá thiên nhiên. Mùa này ghép long tu thì cũng rất là hợp lý luôn. Rất là đây ạ. Long tu. Một số cây thì đang sưng nụ to như vậy rồi này. Đấy. Lâu hôm nay về cũng tương đối là đẹp. Long tu đá tím. Đấy, có những cái thân tơ rất là đẹp như vậy này. Đây có cái cây nụ to như vậy để cho các bác xem nụ này. Mình ghép thời điểm này thì hợp lý nhá. Một thời điểm nữa thì cây nó nụ nó to lên thì quá trình vận chuyển thì mình có thể là không giữ được hoa. Chợt vậy. Long tu đá tím em bán là 220.000 một cân này. 220.000 một cân. Tiếp theo hôm nay nhà em về một chút chuỗi ngọc, chắc tầm khoảng gần chục cân chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thời điểm này cũng đang sưng nụ rồi. Đây những cái nụ của chuỗi ngọc này. 220.000 một cân, Hoàng Thảo chuỗi ngọc ạ. Về số lượng không có nhiều. Đây em có một số hình chuỗi ngọc đây ạ. Một số hình chuỗi ngọc nhé cho các bác sưu tầm này. Dề số 1 này, 350.000 này, cả một dề luôn. Nói chung một dề thì có cả thân tơ và thân da, nhưng mà ghép những cái dề thì nó rất là khỏe này. Đấy, những cái nụ của nó đang. Em quay nhanh thôi nhá. Tiếp theo là hình số 2, 400.000. Dề này thì to hơn một chút. 400.000. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 thì là 200.000 này. Dề này bé hơn.
Và cái thân già nó cũng hơi nhiều một chút. Đấy. Đấy. Đây, thân tơ của nó này. Dê này 200 nghìn này. Tiếp theo là dê hình số 4 là 250 nghìn này. 250 nghìn, hàng rừng thì có cả thân tơ và thân già nhá. Cả một dê này ốp với các bác, ghép thì nó khá là khỏe khoắn. Và sau này lên mầm cũng khỏe. Đây là hình số 5, 280 nghìn. 280 nghìn này. Tiếp theo đó chính là sơn thủy tiên. Hôm nay nhà em về một lô sơn thủy tiên rất là đẹp luôn. 220 nghìn một cân sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên hàng đẹp 220 nghìn nhá. Em cũng có một số hàng sơn thủy tiên hàng hôm trước, là cái hàng mà em lọc cho các bác nhưng mà nó không được đẹp. Bây giờ hàng không được đẹp thì em bán theo giá hàng giống thanh lý luôn này. Hàng này em bán là 150 nghìn một cân này. Hàng không được đẹp nhé, cho các bác về làm giống này. Sơn thủy tiên em có hai loại. Sơn thủy tiên em có hai loại à? À đây có chút tỏi cô đơn này, người dân gửi cho em này. Bác nào muốn lấy loại này về làm cái tỏi tỏi gì nhỉ? Tỏi đen đấy. Thì em bán 150 một cân nhé. Tiếp theo đó chính là phi điệp vàng này. Hôm nay về một lô phi điệp vàng 150 nghìn một cân. Phi điệp vàng thời điểm này đang lên những mầm thân kia này. Đấy, 150 nghìn một cân phi điệp vàng nhé. Hôm nay về một chút hoàng thảo hương rừng này. Hoàng thảo hương rừng hay người ta gọi là hoàng thảo Điện Biên Đông ấy ạ. Thời điểm này thì một số cây đang sưng nụ rồi. Đấy, nhìn cái cây mà nó xuống lá như vậy thôi nhưng nụ thì đang sưng lên rồi nhá. Đúng cái tên của nó nên cái loại hoa này rất là bền hoa, là một, thứ hai là rất là thơm, rất là thơm. Hôm trước em có cho xem các bác xem cái mặt hoa của nó, cái cánh của nó thì rất là bóng, cánh sát bóng rất là đẹp luôn ạ. 250 nghìn một cân nhá. Thị trường em tham khảo người ta bán phải 300 nghìn một cân đấy ạ. 250 nghìn một cân hoàng thảo hương rừng này. Tiếp theo là hôm nay có một chút vôi, nhưng vôi hôm nay thì đa số là hàng thân ngắn thôi nhá. Hàng thân nó ngắn, nó không được dài. Và thứ hai là thời điểm này vôi đang sưng nụ rồi đấy. Có những cây sưng nụ dài như vậy này, mình về mình ghép bây giờ thì rất là hợp lý. Kể cả cây ngắn này nó cũng cho nụ như bình thường. Nên các bác yên tâm, nó không phải là cái hàng cây ngắn, cây hàng giống này nó không cho hoa đâu ạ. Chắc chỉ còn 2 cân thôi, 2-3 cân thôi. Thì em để theo giá hàng giống là 260 nghìn một cân nhá. 260 nghìn một cân hoàng thảo vôi này. Hàng thân ngắn này. Tỷ lệ thân dài cũng có nhưng mà số lượng rất là ít. Đấy, đây. Vôi hoa màu trắng, trắng, trắng tím này. Đấy. Đây là cái nụ của nó lên đã rất là đẹp luôn rồi. 260 nghìn một cân này. Và cuối cùng thì em có một số hàng thanh lý ạ. Em có một số hàng thanh lý. Hàng thanh lý ở đây còn số lượng còn ít, là một, thứ hai là có những hàng nó không được đẹp thì em bán theo lô theo mớ luôn nhé các bác nhé. Trước tiên là đai châu này. Đây là 1 cân 2 đai châu hàng trung này. 1 cân 2 đai châu hàng trung. Tình trạng cây em sẽ quay qua cho mọi người xem nhé. Tình trạng cây này nói chung là ngọn không vấn đề gì, tuy nhiên là nhìn nó không được đẹp một chút thôi. 1 cân 2, chỗ này 1 cân 2 thì em để giá là 550.000. Bình thường đai châu trung là 550.000 một cân rồi. 1 cân 2 của nó phải hơn 600.000 thôi. Cây cũng rất là khỏe này. Đấy. 550.000 chỗ này nhé các bác nhé. Cũng phải được hơn chục cây ạ. Ngọn nhức vẫn ok hết ạ. Chỗ mớ đai châu này 550.000 này. Tiếp theo là em có một mớ đơn cam 400.000. 400.000 gồm có những khúc như sau này. Một khúc này, gồm một thân tơ này. Cái này có hai thân tơ, hai khúc này, ba khúc này, bốn khúc này, 5 khúc này, cái này có 2 thân tơ này. Cái này 6 khúc này. Khúc này thì hơi bị bắt đầu ngọn một chút, tuy nhiên là những cái ở chỗ dưới nó vẫn đang sưng mắt nụ này. Và đây là khúc này, khúc 7 khúc. Cái này cũng 2 thân tơ này. Và cái khúc này thì đang có nụ này, nhú nụ này. Đấy các bác nhìn nhú nụ chứ. Đấy đơn cam đang nhú nụ rồi, rất là đẹp luôn. Thì chỗ này em để là 400.000 nhá. Đơn cam. Có cây nguyên bản, có cây thì hơi rời ra một chút. Cho các bác về ghép này, hàng đơn cam không hề có luôn. Còn một mớ kiều vuông này, kiều vuông mỡ gà này. Mớ này em để giá là 200 nghìn này. 1 cân 4 kiều vuông mỡ gà. Hàng bây giờ nó không được đẹp, cho các bác về làm giống này. Ví dụ cây nó rời rạc như vậy này. Hoặc có một số cây thì nó hơi bị gãy một chút. Thì chỗ cân 4 này em để luôn thanh lý luôn là 200 nghìn nhá.
nó vẫn cho hoa, cho hoa như bình thường đấy. Cả mớ này cho các bác về làm giống là 200.000 này. Hàng vẫn rất là xanh tươi luôn. Em có một mớ này bao gồm cả đùi gà tròn này, hoàng thảo môi tua này và ít chồn. Chồn này cũng không được đẹp đâu. Chồn này làm giống này. Và có một cây kiếm và một cây tóc tiên. Đây cả cái mớ này em để là 200.000 này. Combo luôn cả cái mớ này. Chồn nó không được đẹp đâu nhá. Gọi là em cho vào cho nó hết cái chỗ này thôi. 200.000 chỗ này này. Có một mớ hạc vị Bắc. Đấy, hạc vị Bắc như lúc nãy em có quay mặt hoa cho các bác ấy. Hạc vị Bắc hay người ta gọi là phi điệp hồng này. Chỗ này thì cây nó cũng hơi vụn và thứ hai là cây nó ngắn, cho các bác về làm giống này. Chỗ này em để là 200.000 nhá, 200.000 khoảng 1 cân. Đấy, một số cây ngắn này cũng cho sưng nụ như bình thường. Đấy. Hoa hạc vị Bắc thì phải nói là rất là đẹp rồi. Đây, hoa hạc vị Bắc đây. Rất là đẹp ạ. 200.000 chỗ mới nhá. Em còn một số bảng long tu hàng thuần này, chắc chỉ còn tầm 5 6 7 bảng thôi. Đấy, đang lên nụ hết rồi. Thì em để là 200 một bảng, 280.000 một bảng ạ. Bảng nào ít thân mà ngắn hơn thì em để 250 nhá. 250 ạ. Và cuối cùng là còn hai giò long tu hàng tròn to này, đang sưng nụ rất là đẹp luôn. Nụ hoa của nó long tu xuân. Mỗi giò này em để giá là 1 triệu, 1 triệu đồng nhá. 1 triệu đồng. Bác nào lấy thì em có thể bớt cho 50.000 coi như là hỗ trợ tiền cước ạ. Tại vì cái loại giò này thì chắc là đóng gói vận chuyển đi thì nó cũng hơi nặng một chút. Em hỗ trợ tiền. À nó cũng không nặng đâu. Vì đây là cái bảng lớn ạ. Bác nào lấy em hỗ trợ cho 50.000 tiền cước nhá. Và cuối cùng thì em xin phép là giới thiệu những loại thuốc nhà em có ạ. Nhà em có cả những loại thuốc như sau. Kích quy di đỏ 70.000 một lọ này. Di xanh thì 60.000 một lọ. Dịch chuối 50.000 một chai. Antonic rồi trị nấm này, rồi kích hoa B1 hay Hùng Nguyễn nhà em đều cung cấp hết nhá. Các bác đặt hàng có thể đặt kèm theo các chế phẩm dành cho Lan ạ. Keo liền sẹo thì 30.000 một lọ.